Vì thằng Đực nó sở hữu thái độ tích cực là sở hữu tài sản lớn nhất. Hai chấm vì. Thường những điều mọi người cho là có vấn đề thì thực sự lại không phải vấn đề. Cho nên mặt nó cứ u uất thế thì. Mà thái độ để vượt qua vấn đề, thái độ để vượt qua vấn đề, đó mới là vấn đề. Cho nên bạn có thái độ tích cực thì đấy mới là vấn đề. Và bạn đã có tích cực thì cái gì bạn cũng vượt qua được hết. Và vì thế nó là tài sản lớn nhất các bạn ạ. Người có thái độ tích cực là người hai chấm. Chứ không phải tích cực là nham nhở đâu bạn ơi. Là người như sau, hai chấm. Họ có biểu hiện không có giới hạn. Đấy mới là tích cực. Không gì là không thể. Đấy mới là thái độ tích cực. Chấm phải. Họ không hề giống người khác. Ở chỗ, họ quyết tâm đạt đến tận cùng tiềm năng của chính họ. Mà cái thái độ của họ là họ lì lợm đến cùng mới là tích cực. Tôi dặn con gái tôi, khi mày lấy nó, mày phải đọc bằng được ý nghĩ của nó rồi báo tao. Tao sẽ cho lấy thằng đó. Chứ không phải mày sợ lấy nhầm nó, mày phải làm cho nó sợ lấy nhầm mày. Và biểu hiện ra ngoài của họ là cứ mỗi một ngày buổi sáng dậy, người ta đón ngày đó bằng một tâm thế rất hứng khởi. Chúng ta đang chọn người để làm đệ, mà nhờ có đệ đời nó bay theo cấp số nhân chứ mình số cộng. Chúng ta đang học đường đời, cứ từ từ nó sẽ ra, hay lắm. Nhân tố thứ tư để thể hiện thằng đệ nó đạt chuẩn thì mới huấn luyện được, đời nó mới thay mình để quản trị một nửa công nhân được. Thằng thứ hai quản trị một nửa, đó là mục tiêu. Thì nhân tố thứ tư đó là rất giỏi về kỹ năng con người. Cho dù có giỏi chuyên môn đến mấy cũng không ai theo anh ta cả. Tức là anh ta không ảnh hưởng đến ai đâu. Là người thực sự lo lắng cho người khác. Nó khôn lắm đấy. Vì nó hiểu loài người cần điều đó nhất. Nó hiểu, nó mới lo cho người ta. Nó rất khôn đấy các bạn ạ. Nó là tín hiệu của thằng hiểu người đấy. Chấm phải. Có khả năng thấu hiểu được người khác. Vì nó thấu được người ta, nỗi đau của người ta. Mà có những quả nó ghi bàn ấy. Các bạn có thấu được cái thằng ấy ghi bàn không? Nó sướng đến mức tột cùng. Xong các bạn đi, các bạn chửi cho các bạn phê phán ấy. Vì các bạn đang ghi bàn đâu mà các bạn biết. Vứt cái bằng bách khoa đi. Cái thứ ấy chỉ là công cụ. Những cái tôi đang dạy các bạn, các mới là cái để thành công. Thì thằng nó có cái kỹ năng thế này, nhận nó làm đệ sướng lắm. Chiều tôi sẽ nói. Lấy thông minh để thay tư duy. Thông minh là thằng để ta sai bảo. Tư duy mới thằng là thằng làm bố mày. Cố mà hiểu cho. Cho nên cái người mà nó thấu người khác, nó luộc hết thiên hạ. Vì nó đồng cảm được, nó mua được tim người ta. Biểu hiện thứ ba chấm phải. Họ luôn tương tác với người khác bằng một thái độ rất tích cực. Ba tín hiệu đó là ba tín hiệu của thằng cáo cụ. Khi nó hiểu về con người, lo lắng cho người khác, thấu hiểu người khác, và đã gần ai là toàn năng lượng tích cực. Bạn mà có cái đó, bạn thâu toàn bộ cái lớp này trong tay bạn. Cho nên là cái số 1 là cái nhân cách, nó là cái gốc của cuộc chơi. Còn nhìn ngắn hạn, đó là cái thứ chết. Vì khi nhìn ngắn, người ta không nhìn nhân cách. Đặc trưng của tầm nhìn là chỉ nhìn không quá hàng rào nhà mình. Cho nên là cái sự quảng đại và dài hơi ra không có. Có đến đâu là ăn tới đó, nếu xét là dài hạn. Nhưng mà nó đau ở chỗ là nó ăn luôn cả ngắn hạn. Mà cứ tình tướng, xong chơi với bạn thường qua mặt nó.
mà kết quả mày qua mặt được thằng A thì thằng B nó lục mày, mà thằng B nó lên tới hàng nghìn người. Cho nên thằng A mày qua mặt nó không hề luộc được mày. Vì một, nó không nhận ra. Hai là không đáng. Nhưng người bên cạnh người ta sẽ luộc mày. Đấy là cái ngu xuẩn nhất của loài người. Cho nên là mày đối xử với một người nào đó thì nó tác động sang người bên cạnh, nó bất bình là nó luộc mày liền. Cho nên khi tao đuổi một cái thằng nhân viên, không hề người ta đuổi vì thằng đó, mà người ta đuổi thằng đó để người ta tác động đến thằng bên cạnh. Dạ, con xin phép chào thầy và chào tất cả chị em trong lớp mình ạ. Thưa thầy thì cũng như không phải là bài này không, mà những bài trước cũng vậy. Trong cái quá trình con làm việc thì đến ngày hôm nay thì những cái bài giảng của thầy đi tới đâu là nhớ cái rút vào đầu con tới đó. Và thực ra trong quá trình mà phỏng vấn cũng như là quá trình người ta phỏng vấn, con thấy rất rõ điều này. Giống như nó thấm sâu vào đầu con thầy. Và những cái bài này nó làm cho con là càng lúc càng thấy mình trưởng thành lớn hơn. Xin cảm ơn thầy rất nhiều. Cảm ơn thầy. Và tôi sẽ chúc mừng anh rất nhiều. Và điểm cuối cùng, PA là một pháp nhân. Mà đứng đầu PA là có một chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc điều hành luôn. Đó là anh Nguyễn Cộng Trọng. Và toàn bộ địa chỉ, số điện thoại hiện, vì tôi nói ra xong các bạn cũng quên, hiện trên cái màn hình của phần giới thiệu này. Rất cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi và cùng chúc nhau sức khỏe, cùng chúc nhau thành công, cùng chúc nhau hạnh phúc cho tất cả các mặt hoạt động, trên các mảng hoạt động của chúng ta. Xin chào. Trường Doanh Nhân PR.